Ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là làm sạch thận và bàng quang các bạn nhé. Đấy, để lâu ngày thì thận và bàng quang thường nó có cặn. Đấy, cặn chúng ta ăn muối rồi là nó tạo sỏi ở thận và bàng quang. Đấy, thế thì nó có rất nhiều cách để làm sạch thận các bạn nhé. Có thể các bạn là uống trà cần tây cũng được. Đấy, thì hôm nay tôi hướng dẫn các bạn làm sạch thận và bàng quang bằng phương pháp ăn dưa hấu các bạn nhé. Thế thì tại sao lại ăn dưa hấu? Thì cái dưa hấu này thì các bạn là nó khi ăn vào, qua công trình nghiên cứu ăn vào thì nó làm sạch toàn bộ cái sỏi thận và bàng quang, nó được tống ra ngoài các bạn nhé. Nhưng mà chú ý khi ăn dưa hấu thì các bạn là 5 giờ chiều các bạn mới ăn dưa hấu các bạn nhé, 5 giờ chiều. Mà chú ý là khi gọt dưa hấu thì các bạn là gọt, các bạn là để lấy luôn cả cái cùi trắng này, mà cùi trắng này mới là thuốc các bạn nhé. Các bạn ăn cả cái cùi trắng này, và khi dưa hấu ở 5 giờ chiều các bạn ăn một đĩa này nhé các bạn nhé, ăn no đó, chúng ta ăn no đó. Và đặc biệt là các bạn ăn cho tôi là những cái cùi trắng này này đó. Cái cùi trắng này nó tác dụng của nó làm sạch toàn bộ cái sỏi và cặn của thận và bàng quang các bạn nhé. Và khi ăn dưa hấu thì 5 giờ chiều các bạn ăn cho tôi, và tối các bạn nhịn nhé, nhịn ăn. Và tối các bạn sẽ làm sạch gan mật bằng dầu ô liu và nước chanh nhé. Tí nữa tôi sẽ có video hướng dẫn trực tiếp cho các bạn là làm sạch gan mật bằng dầu ô liu và nước chanh các bạn nhé. Và dưa hấu này chú ý là các bạn ăn cho tôi 1 tuần, tức là 10, à xin lỗi, là 7 ngày. 7 tối thì các bạn không được ăn cơm nhé. Khi các bạn ăn dưa hấu no rồi ấy thì tối các bạn không ăn cơm, và 8 giờ tối, 5 giờ chiều các bạn ăn dưa hấu, và đến 8 giờ tối thì các bạn là uống nước dầu ô liu và nước chanh cốt chanh nhé. Tí nữa tôi sẽ có cái video hướng dẫn cụ thể cái nước cốt chanh các bạn nhé, là cách làm sạch gan mật các bạn nhé, bằng nước cốt chanh và dầu ô liu. Thế thì các bạn chuẩn bị cho tôi là đầu tiên là 1 cốc dầu ô liu các bạn nhé. 1 cốc này nó khoảng độ, các bạn rót cái dầu ô liu vào đây nó khoảng độ 80 ml dầu ô liu các bạn nhé. Thế các bạn để vào cái bát tô này cho tôi, bát tô về cho tôi. Thứ hai là các bạn vắt nước cốt chanh cũng tương đương với dầu ô liu nhé, nó khoảng 80 ml nước cốt chanh các bạn nhé. Cái quả chanh này các bạn bổ ra, còn vắt nào, tức là dầu ô liu bao nhiêu thì nước cốt chanh bấy nhiêu các bạn nhé. Các bạn cho vào 2 bát tô như này cho tôi. Thế thì các bạn là đổ nước nóng, các bạn đổ nước nóng vào bên ngoài như thế này. Đấy, để cho nó ngập bằng cái dầu ô liu. Để làm gì? Để cho cái dầu ô liu nó nóng lên các bạn nhé. Dầu ô liu nóng lên. Đấy, nước cốt chanh các bạn cũng đổ vào như thế này, để cho nước cốt chanh nó nóng lên. Đấy. Đấy. Khi nó nóng lên thế này thì khi làm ấy thì đấy, các bạn chú ý cho tôi. Khi các bạn ăn dưa hấu lúc 5 giờ chiều rồi thì tối các bạn không ăn cơm nhé. Và đến 8 giờ tối thì các bạn bắt đầu làm cho tôi. Khi chuẩn bị là dầu ô liu này, nước cốt chanh này, và 1 túi sưởi chườm nhé. Túi chườm các bạn để bên phải này, các bạn nằm cho tôi nhé. Nằm nghiêng nhé, nằm nghiêng bên phải nhé. Nếu các bạn không có cái túi chườm thì các bạn có thể đúc cái nước sôi vào cái chai Coca, các bạn đặt vào bên phải, các bạn nằm cho tôi. Đấy. Thế thì khi làm thì các bạn nằm nghiêng thế này cho tôi. Nằm nghiêng như thế này. Bên phải các bạn đặt cái túi chườm vào đây. Đấy, khi làm thì các bạn là đầu tiên ấy 8 giờ tối thì các bạn là uống cho tôi, đầu tiên là các bạn uống 1 ngụm ô liu nhỏ thôi. Nhỏ. Đấy, các bạn là nằm luôn vào túi chườm thế này. Khi nằm túi chườm thì các bạn nhìn đồng hồ được 10 phút các bạn nhé. 10 phút thì các bạn lại nhổm người lên, các bạn uống cho tôi một ngụm nước chanh như thế này. Đã tương đương với dầu ô liu các bạn nhé. Sau đó được 10 phút các bạn nhìn đồng hồ 10 phút các bạn lại uống dầu ô liu. Đó. Thế các bạn lại 10 phút các bạn lại uống nước chanh, dầu ô liu, nước chanh. Khi nào các bạn uống hết thì thôi các bạn nhé. Đấy. Thế thì 8 giờ tối các bạn làm xong và các bạn không ăn bất cứ thứ gì nữa nhé. Và uống dầu ô liu này các bạn cũng làm cho tôi là 3 tối liền các bạn nhé. Thời lượng ấy mà các bạn uống hết từng này nó khoảng 1 tiếng, 45 phút đến 1 tiếng các bạn nhé. Ta uống ít một thôi nó khỏi sợ. Khi uống dầu ô liu vào thì nó gây cảm giác rất là buồn nôn ấy, nhưng mà bạn uống nước chanh vào thì nó hết cảm giác đó các bạn nhé. Đấy. Thế thì cái phương pháp này thì rất tốt. Rất tốt. Tôi cũng hướng dẫn các bạn ở video trước là uống nước dứa 1 tuần. Nhưng mà thưa các bạn là không hiệu quả bằng khi các bạn dùng ô liu và nước cốt chanh này. Bạn bè của tôi ý, dùng phương pháp này thì những người mà trên 50 tuổi đến 60 tuổi như tôi ý, thì các bạn đều
đều có một vốc sỏi gan mật thế này các bạn nhé. Gan mật thế này. Các bạn muốn thử thí điểm sỏi thì khi các bạn đi đại tiện thì các bạn đặt cái giá nhựa vào cái bồn cầu ấy, thì khi các bạn xịt đi thì các bạn nhìn thấy sỏi. Đấy, đồng chí nào mà nghiện rượu thì hàng vốc như thế này các bạn nhé.